What do you think? Does Fontanian fashion suit me? I like black. It's a calming color. An outfit for a banquet. Yes, this one will do. Did I miss any of the jewelry? Okay, I think that's everything. Do you think I look good in this outfit? It's quite difficult to conceal one's identity while wearing clothes like this. Alo, hello anh em nha. Chào anh em, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ. Hôm nay là phải gọi là, thật ra mình không định stream đâu, nhưng mà bây giờ từ giờ lúc mà mình phải đi ra ngoài nó cũng còn tầm gần tiếng nữa ấy. Tranh thủ tí, mình cũng chưa vào Genshin hôm nay. Nên hôm nay gọi là chúng ta tàu nhanh một tí thôi, tàu nhanh với nhau một tí. Gọi là qua đường với nhau một tí thôi. Hello anh em nha. Vậy mà kêu không like từ Sundere quá đi á, thì mình cũng không nghĩ là hôm nay mình sẽ like đâu ấy, nhưng mà cái lịch của mình nó lại bị đẩy thêm một tí giờ nữa, là tự nhiên lại rảnh ra một tiếng thôi, tranh thủ like một tí không lại quên mặt nhau mất. Em mới lệch Kazuha á, chưa buồn với em nha, nhưng mà cũng gọi là chúc mừng với em là em đã có bảo hiểm để cho một nhân vật khác, sau này biết đâu em lại thích một con khác hơn con Kazuha thì sao, đúng không? Trong cái rủi có cái may. Số mệnh kêu em lấy Alexino rồi á. Ok, thế thì đấy, chúng ta lại có bảo hiểm lấy Alexino rồi. Thật ra anh cũng không biết là, mình không biết là phát âm người con đấy như nào ấy. Alexino à? Không biết phát âm như nào luôn ấy. Mình hay gọi là Alexino nhưng mà không rõ là cái phát âm chính xác của nó là sẽ là như nào. Thử xem nhá. Viết thế nào ta? Alexino. À, có chữ R. Arlecchino. Cái gì? Arlecchino. 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 tiếng Ý nghe buồn cười vậy. Tiếng Anh rồi. Chắc là Arlecchino đúng không? Arlecchino. Nó không phải là Alex mà Alex cái gì ấy? Arlecchino. Bí ngô, what the hell? Nghĩa là bí ngô á? Khi nào mới rerun full vậy á? Mong là cuối 4.8 nó rerun. Mong là thế. Anh cũng không hiểu tại sao dịch ra bí ngô luôn ấy. Ảo thật đấy. Arlecchino. Arlecchino. Ok được rồi. Phát âm hơi khó tí. Thật ra thì không phải khó mà ý là khó để đúng ạ.
tiếng Ý mới đúng nha anh nhá. Thế nó là Alekhino à? Khi à? Cái đấy là từ khi chứ không phải là chi. Bắt cả Hà Lệ Quyên. Mà tại sao lại là Bí Ngô? Chắc là nó phải có một cái câu chuyện gì đấy đằng sau cái đấy chứ nhỉ? Bởi vì mình nhớ không nhầm là ở trong Genshin này thì nó mấy cái tên ấy, tên thì nó hay lấy cảm hứng từ một số câu chuyện ở bên ngoài đời có thật, hoặc là những cái tiểu thuyết hay là cái thần thoại có thật ấy. Giống như kiểu mấy con Raiden, Venti các thứ ấy, thì cái tên phụ của nó ấy, tên Venti tiếng Barbatos à? Raiden là cái gì mình quên mất rồi. Raiden hình như là Bo thì phải. Zhongli là Morak, thì mấy cái con đấy hình như là nó có ở trong một cái câu chuyện là con quỷ, những cái con quỷ của Salomon thì phải. Nhưng mà nhớ không nhầm thì là thế. Paimon thì như cũng thế thì phải. Tên danh tụi, tụi gì? Trong kịch gì của Ý ấy á? À thế là ra trong một vở kịch à? Cũng nghe cũng thú vị đấy. Nó kiểu nó sang sang ấy. Một đám pha tui lấy tên vai trong vở kịch đó, ok. Nó có một cái sự thú vị, gọi là một cái fun fact. Hôm nay mình làm cái gì ác này ta? Tàu nhanh cái không... À, đúng rồi. Hình như hôm nay là ngày đi farm talent cho con này. Rồi, không phải con này. Con gaming đâu rồi. Đây, đi farm talent cho con này thì phải. Ok, đúng rồi ạ. Đi farm phát. Ngày hôm nay của anh em thế nào? Có chuyện gì vui vẻ không? Có thể chia sẻ lên cái chat để cho mọi người cùng gọi là chia vui, hoặc là có nỗi buồn thì cũng chia buồn cũng được. Em vào nói chuyện chiêu chiêu tí chứ thật ra Genshin tập này chưa có content gì mới anh em ạ. Mai, tối mai chúng ta sẽ gọi là cùng xem cái phiên bản 4.6 với nhau. Gọi là buổi watch party ấy. Tại sao để tiếng Anh á? Để tiếng Anh là bởi vì hôm qua mình fix ác cho mấy bạn ấy. Thì về để tiếng Anh thì nó mới scan được anh em ạ. Mình chưa đổi lại. À, từ lúc fix ác đến bây giờ mình đã vào game lại đâu. Một ngày mình vào Genshin ít lắm. Ngày mình vào có đúng một lần. À, từ cái buổi livestream hôm qua đến giờ là mình chưa vào luôn. Mai live xong rồi nhịn 15 ngày, à 12 ngày á, 10 ngày đấy chứ nhỉ. Bình thường là nó sẽ là 10 ngày trước phiên bản mới. What party chỉ có để hút nguyên thạch thôi à? Đúng rồi. Tự nhiên bạn này bạn nói là mình mới nhớ là có thêm 300 thạch nữa. Anh em thêm được gần 2 vé. Bây giờ giá mà Genshin nó cho mỗi phiên bản 10 vé free nhỉ anh em nhỉ. Thế thì bú quá. Các người chơi sẽ rất là vui hạnh phúc. Ở kìa. Mỗi phiên bản cho 10 vé free. 7 ngày cũng được, không cần phải cho luôn. Điểm danh 7 ngày cho 10 vé free thì quá tốt. GO hả anh? Đúng rồi, hôm qua mình fix ác cho mấy anh em ấy thì phải dùng GO chứ. Sát thương bạo cho New là bao nhiêu vậy á? Bạn này tự nhiên bạn hỏi một câu mà nó rất là bâng quơ ấy. Bao nhiêu thì kiểu là càng cao càng tốt, miễn là ở trong cái ác của bạn chỉ số nó như nào đấy, chứ làm gì có một cái mốc nhất định đâu bạn. Rồi bây giờ mình có nói ra cho bạn một cái mốc thì chưa chắc là bạn đã đạt được cái mốc đấy. Mà khi mà bạn đạt được rồi thì cũng chưa chắc đấy là cái mốc tối ưu nhất cho ác của bạn ấy. Nên là cái câu hỏi đấy là rất là khó để trả lời ấy. Tham lam á, thì thật ra bây giờ anh em thấy là cái xu hướng chơi Genshin ấy, theo mình cảm thấy là nó cũng bị trùng xuống ít nhiều rồi. Game nó cũng ra một thời gian rồi mà nó không có cái gì để gọi là hâm nóng cái tình cảm người chơi lại ấy. Với cái nhịp độ như này, bây giờ mình sẽ gọi là tiên đoán trước là 4.6 ấy. Sau khi con Alekhino ra, anh em sẽ bàn tán nó chắc tầm 1 đến 2 tuần là căng. Gọi là bàn tán sau 2 tuần đấy là mọi người sẽ không nói về con đấy nữa. Gọi là mọi người bắt đầu lại trong cái chu kỳ là lại trầm xuống. Nó sẽ chỉ hot được ở một thời gian đầu thôi. Sau khi mà hết cái để nói rồi ấy, thì nó lại trầm xuống. Và nó lại đi vào cái lối mòn là mỗi ngày vào farm di vật xong, nếu mà được đồ ngon thì lên mạng flex, còn không thì lại lên mạng kiểu khóc ấy, kiểu kiểu thế. Nó không có cái gì để hâm nóng tình cảm người chơi lại với game. Có một cái gì khác. Bởi vì dạo gần đây chúng tôi đã không
quan tâm đến người chơi nên bây giờ chúng tôi sẽ quyết định là tặng cho mỗi account 10 roll đầu phiên bản chẳng hạn, kiểu thế. Thì nó sẽ, người chơi người ta sẽ có lại cảm tình ngay. Hay là như bên HR tự nhiên cho free một con 5 sao anh em ạ. Thì tự nhiên là gọi là anh em lại yêu cái game này lại ngay. Sao mình đọc ở đâu nhớ là phải có trấn con hỏa mới thì sẽ có hiệu ứng chiêu cuối mới thì cái gì? Cái câu bạn không có chấm phẩy đọc khó quá. Sao mình đọc ở đâu nhớ là phải có trấn con hỏa mới thì sẽ có hiệu ứng chiêu cuối mới thì PK biết có phải không? Câu này thì đọc nó hơi lú bạn ạ. Mà theo mình dịch cái câu của bạn ấy là bạn định hỏi là có phải là khi mà Alexino lấy trấn thì nó có một hiệu ứng mới đúng không? Có phải kiểu như thế không? Thì nếu mà như thế thì chúng ta đợi ngày mai nó sẽ biết kết quả nha. Chứ bây giờ là nó chưa ra mắt nên là mình không nói về leak được anh em ạ. Anh em thông cảm. Cái gì? Cáo ơi. Ý là con Alex phải có trấn mới có... đúng rồi, mình dịch ý mình hiểu ý bạn hỏi như thế mà. Thì cái câu chuyện đấy là bây giờ chưa biết. Mai chúng ta sẽ biết rõ hơn, đợi một ngày thôi. Chứ bây giờ mình không được nói về leak anh em ạ. Nhất là leak về hình ảnh hay là leak về video hay cái gì là mình không được nói. 160 đi farm tiếp đi. Lini C2 hay Alex đây mọi người á, thật ra thì Lini mình cảm thấy là C0 là ok lắm mà, không cần phải C2. Đâu nhỉ? Con này là mới con mà nó đã hoàn thiện ở C0 rồi. Là anh em chơi C0 anh em đã có gần như là tất cả mọi thứ của nó rồi. Nó không phải như kiểu con Ryzerly. Là con Ryzerly thì nó cần cái C1 để nó chơi ok hơn. Chứ con này ở C0 mà nó chơi rất là ok rồi. Còn cung mệnh con này ấy, mệnh này nó sẽ chỉ tăng đam cho nó thôi. Cái này là hai cái gì nhỉ? Hai cái mũ ở trên sân cùng một lúc. Và cộng thêm một stack. Nhưng mà bình thường con này cái việc stack cộng stack của nó thì cũng không phải là một vấn đề quá là lớn ấy. Nên là cái C1 mình cảm nó sẽ có thêm một chút quality of life nhưng mà không quá cần thiết. C2 thì là tăng quyết đam đúng không? Tăng quyết đam thì nó cũng là cái tăng sát thương cho nó thôi chứ nó cũng không thay đổi cái lối chơi con Lini. Nhưng mà cá nhân mình cảm thấy là con này C0 nó rất là ok rồi. Cáo ơi, cái link Discord trên YouTube bấm vào nó hiện this invite maybe expire là sao? Mình thật sự là mình luôn luôn là mình để những cái link mà nó gọi là mới nhất ấy, link mà mình vừa mới cop ở bên bên server Discord và mình đây, mình cho anh em xem nhá. Mình làm như này luôn này. Đây. Mình edit invite link này xong mình để đây là no limit với cả này là never expire. Mình để như này để mình cop cho anh em mà thỉnh thoảng nó vẫn cứ bị gọi là quá hạn, mình không hiểu luôn ấy. Không biết là bị làm sao. Cái này nó đang ở trong cái phiên live của OBS nên là nó không hiện tên lên. Cái này phải tắt cái chế độ stream đi ấy. Nhưng mà thôi, cái này tạm thời mình cứ để đấy đi. Vậy, có một ông gửi cho mình cái link gọi là link 10 đô. Link giống như kiểu link scam ấy anh em. 10 đô scam ấy. Click vào là xong rồi bị hack nick ấy. Chắc là mình phải ban ông này quá. Bạn nghĩ 10 đô của bạn là đủ để thuyết phục tôi click vào cái link đấy à? Gửi lại link đi á. Ok. Đây. $20 thì click á, không hề, $20 vẫn còn quá ít anh em ạ. $20 ít quá. Khi nào mà nó phải sao nào? Mấy chữ số ra? 5 chữ số, ok. 5 chữ số thì may ra là mình click vào chứ không thì khó. Mà 5 chữ số thì nó lại quá too good to be true ấy. Và tốt để mà trở thành sự thật nên là thôi. À. Có một cái này mà mình muốn nhờ anh em. Đấy là lát nữa ấy, nếu mà đến cái tầm 5 giờ kém 5 ấy, mình có thể là mình mải nói ấy, mình không để ý giờ. Thì tầm 5 giờ kém 5 anh em có thể nhắc cho mình là đến giờ được không? Vì lát nữa mình phải đi có việc, ra ngoài có việc ấy. Nếu mà anh em nhớ thì nhắc mình với nhá.
Rất là cảm ơn anh em. Gimling đi anh á. Ờ ok. Ghim tin nhắn này. Có thể mình không có quyền á. Tại sao lại không có quyền ta? Trừ khi là bạn bị ban khỏi cái Discord của mình rồi thì lúc đấy bạn mới không có quyền vào. Còn không thì vẫn vào bình thường mà. Còn nếu mà kiểu đã bị ban khỏi Discord của mình rồi thì chắc chắn là phải có một cái tội lỗi gì đấy thì mới bị ban, giống như kiểu là cái gì nhỉ? Botlink xác hay là cái gì đấy. Hoặc là kiểu có vẻ là không phù hợp với cái Discord của mình thì mới bị ban đấy, chứ không thì khó. Chưa bao giờ vào thì chắc chắn là không thể nào mà không có quyền vào được. Cái này là cái ủy thác gì mà sao nó bắt mình chạy đi chạy lại nhiều nhỉ? Linh xét là linh gì á? Anh em có biết Cộng hòa xét không? Cộng hòa xét. Đây. Em biết cái nước này không? Đấy. Bạn hỏi là linh xét là linh gì đây? Cộng hòa xét, quốc gia ở châu Âu, vào wiki đọc nha. Xét, tên chính thức là Cộng hòa xét. Thuộc khu vực Trung Âu và giáp Ba Lan, Đức, Áo, Slovakia. Thủ đô và thành phố lớn nhất của Cộng hòa Séc là Praha với 1,3 triệu cư dân cư ngụ tại đây. Đấy, anh em nếu mà muốn biết Séc là gì, anh em có thể lên Wikipedia tìm Cộng hòa Séc. Có ngay. Có cả vị trí địa lý luôn này. Xong rồi vào đọc mấy cái gọi là cái gì nhỉ? Lịch sử các thứ ấy. Cũng thú vị ấy. Ồ, copy link sang trình duyệt S thì vào được à? Ok, thế thì bạn vào đi nha. Bây giờ gọi là mình phải đi farm cho con gaming của mình nó lên full. Xong rồi mình bắt đầu đi farm cho con cò. Nói chung là công đoạn cũng khá là gian nan. Farm cho hai con cùng một lúc. Mấy hôm nữa lại ra cả Alex nữa thì lại phải ba con. Ba con đấy, mỗi con chắc là hết đâu đấy tầm 7 đến 8 triệu Mora đấy. Chỗ này chắc không đủ. Nếu mà gọi là farm full. Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác mà farm lại nhân vật mà đến hết cả tài nguyên đi anh em. Lâu lắm rồi. Kiểu anh em chơi đến một cái giai đoạn nhất định ấy. Kiểu AR chắc là tầm 55 trở đi ấy. Bắt đầu mình không còn phải build nhiều nhân vật như cái hồi mới chơi nữa ấy. Thì lúc đấy bắt đầu là thừa mứa nguyên liệu, xong đến level 60 ấy, AR 60 thì bắt đầu là gọi là thừa cả Mora luôn. Bởi vì XP nó chuyển thành Mora mà. Như cái áp phụ của mình là tầm 20 mấy triệu Mora. Ông này phân biệt chủng tộc hay sao mà không cho người Séc vào Discord á? Không phải bạn ạ, mà là mình sợ ấy là người Séc người ta không hiểu tiếng Việt ấy. Và vào thì kiểu nói chuyện thì nó lại kiểu bị kiểu nói chuyện chéo với nhau ấy. Nên là thôi, chúng ta nên để cho người ta vào cái môi trường mà nó phù hợp với người ta hơn. Sẽ phù hợp với cả cái thuần phong mỹ tục của người ta hơn ấy. Chứ mình nghĩ là trong Discord của mình thì mọi người sẽ nói tiếng Việt chứ không nói tiếng Séc. Anh cho em xin ô setting NDVRD á. Ok, đợi mình tí mình nhận nốt cái commission này. Dispatch. Ok, bạn hỏi setting NDVA đúng không? Đây, của mình thì mình để 3 cái, không biết nó có hiện lên trên cái màn hình stream không. Nhưng mà nó sẽ có một cái là RTX Dynamic Vibrant, một cái Sharpen cộng với cả một cái Brightness and Contrast. Setting thì bạn bây giờ nhanh nhất ấy là bạn chụp cái ảnh màn hình của bạn lại, cái setting này của mình. Xong rồi sau đấy thì bạn tự chỉnh nhá. Chụp lại màn hình xong rồi bạn nhìn theo cái hình chụp màn hình đấy bạn tự chỉnh trong máy bạn. Đây, mình sẽ để cho bạn tầm 10 giây. Em nạp pass thường xuyên mà vẫn thiếu sách á. Thế là do, mình nghĩ là do bạn kiểu build nhiều nhân vật cùng một lúc thì nó mới thiếu. Chứ ví dụ kiểu như mình build ít ấy,
thì thường nó sẽ thừa ra. Còn một vấn đề nữa cáo ơi, cái inventory camera của Genshin Optimizer cài sao để nó scan hết vũ khí 4 sao vậy á? À, ok, đợi mình một tí. Mình bật cái inventory camera lên. Đây. Nó sẽ hiện như này đúng không? Cái không to lên được nhỉ? Cái inventory camera thì nó sẽ hiện lên như này và nó sẽ có nhiều cái mức setting khác nhau. Bây giờ nói lại một lần nhá. Là đây. Bên tay trái, góc trên cùng bên tay trái thì nó sẽ là những cái loại mà những cái đối tượng mà bạn muốn scan thì nó sẽ bao gồm là weapon này, là vũ khí này. Ủa con chuột mình đâu ta? Đây, weapon là vũ khí này. Tắt đi bật lên này. Sau đấy là artifact là di vật. Đây là character là nhân vật. Character development item là mấy cái như kiểu là đồ đột phá các thứ ấy, và cả material là nguyên liệu. Thì thường ấy, người chơi bình thường người ta sẽ chỉ scan weapon với artifact thôi. Bạn nào mà kiểu lười ấy, bạn chỉ muốn tối ưu 1-2 team thì sẽ chỉ scan weapon artifact thôi. Còn nếu mà gọi là muốn tối ưu nhiều team ở trong cái arc mình ấy thì scan luôn character để cho nó nhanh. Nhưng mà thường thì mình gọi là mình fix arc cho nhiều bạn ấy, nên mình sẽ chỉ để weapon artifact thôi. Bên dưới này thì nó sẽ có là cái scanner delay, nghĩa là cái tốc độ scan ấy. Thì máy bạn nào gọi là máy bình thường thì để slower để cho nó không bị lỗi. Máy bạn nào kiểu yếu ấy thì để slow. Còn như kiểu máy mình ấy, gọi là cái máy nó tầm trung trung đổ lên ấy, thì mình để fast, bởi vì máy mình nó chịu fast được. Chứ nếu mà kiểu máy bạn nào mà không đủ mạnh ấy, mà để fast ấy, thì đôi khi nó sẽ bị scan lỗi. Nó chưa chụp xong mà nó đã nhảy sang cái khác rồi ấy. Bên này, ở trên này ấy, nó sẽ có hai phần setting weapon với là di vật. Nó sẽ là minimum weapon rarity, nghĩa là cái độ rarity tiếng Việt là cái gì ta? Độ hiếm à? Ừ, độ hiếm nó sẽ có 4 sao, 5 sao ấy, kiểu như thế. Thì cái độ hiếm tối thiểu là bao nhiêu thì bạn có thể set ở đây. Ví dụ như kiểu là bạn muốn set nó scan cả vũ khí 4 sao ấy, thì bạn để cái độ hiếm tối thiểu là 4. Còn nếu mà muốn scan gọi là tối thiểu là 3 sao thì để là 3. Bên dưới thì nó sẽ có một cái nữa là minimum weapon level, là cái level tối thiểu của cái vũ khí bạn muốn scan là gì. Mình thì mình hay để là 2, bởi vì sẽ có một vài cái mà mình nghĩ là nó có thể cho nhân vật dùng được. Ví dụ như ở mấy cái vũ khí 3 sao ấy thì mình sẽ nâng cấp nó lên, chứ không để nó ở level 1. Còn những cái nào mình cảm thấy là nó không, mình sẽ không bao giờ dùng để nó ấy, thì mình sẽ để level 1 để cho cái này nó không bao giờ scan vào những cái như thế. Ví dụ nhá. Ví dụ đây, ví dụ như kiểu mấy cái vũ tài này, gần như là mình sẽ không bao giờ dùng cái này, nên là mình để level 1 để cho nó không scan vào cái này. Mặc dù là mình có setting là scan từ vũ khí 3 sao trở lên, nhưng mà có một vài cái vũ khí 4 sao mình không muốn nó scan ấy, thì mình để nó là level 2. Này chắc là bạn hiểu rồi đúng không? Còn bên cạnh nó chỉ là weapon minimum artifact rarity với cả minimum artifact level thì nó cũng y hệt như kiểu cái vũ khí này thôi. Mình cũng sẽ là 42. Nghĩa là cái di vật nào ấy mà nó đang cộng 0 ấy, thì cộng 0 cộng 1 ấy, thì nó sẽ không scan, mà từ level 2 trở lên nó mới scan. Thì những cái mà nó mình khóa như này này, nó cộng 0 thì nó sẽ không scan. Ok. Oh shit, vừa coi anh vừa chém gió nổ HSRX2 rồi nè. Cảm ơn anh. Chúc mừng bạn, lại cảm ơn. Chúc mừng bạn nha. Anh có thể chia sẻ ngắn gọn về cách xếp team trong HSR cho người mới được không ạ? HSR ấy thì nó sẽ có hai loại team cơ bản. Loại đầu tiên ấy là team hai carry, nghĩa là team đua carry ấy, nghĩa là một DPS, một sub DPS, giống như kiểu là Dinh Lưu Blade hay là đây như này đi. Này cho nhanh. Nó sẽ có 4 slot đúng không? Nó sẽ có một slot DPS này, sub DPS này, buffer và shooter. Đấy, thường sẽ là như thế. Và một cái loại team khác là mình nên để dọc hay để ngang ta cho nó dễ hiểu. Thôi kệ, cứ để như này đi. Cái DPS này
cái team này thì nó sẽ bao gồm những con D-Bet, một con D-Bet và một con sub D-Bet. Thì con D-Bet thì thường nó sẽ là những con như kiểu là Dinh Lưu chẳng hạn, Dinh Lưu hay là Doctor Ratio hay là cái gì đấy. Và sub D-Bet thì nó thường sẽ là kiểu Blade với cả cái gì nhỉ, Topaz kiểu kiểu thế. Còn Buffer này thì là những cái con hòa hợp, hoặc là con hòa hợp hoặc Buffer đi, Buffer đi, hòa hợp với cả mấy con hư vô ấy, hòa hợp cộng hư vô kiểu kiểu thế. Còn Sutton thì nó sẽ là con khiên ở bên HR, nó là cái gì nhỉ, bảo hộ à, bảo hộ và chú phú. Đây là một loại team, là team đua DPS. Sẽ có một cái loại khác, đấy là loại team hyper carry, là nó sẽ không có sub DPS này nữa mà nó sẽ là buffer và debuffer, nghĩa là nó sẽ chơi hai hòa hợp hoặc là một hòa hợp hoặc một hư vô ấy, kiểu kiểu thế. Thì nó sẽ như này. Đấy, kiểu kiểu như này. Đây là hai cái cách xếp team gọi là cơ bản nhất trong cái game này. Ngoài ra thì nó còn một kiểu khác, là kiểu mà gọi là để đi không cycle ấy, thì anh em sẽ bỏ luôn cái suit tiền này đi và anh em cho what the hell, cho một cái con buffer nữa vào. Đấy, thì đây là mấy cái cách gọi là xếp team gọi là cơ bản nhất. Mấy con Dinh Lưu Doctor này chỉ là mình ví dụ thôi, còn ác bạn có cái gì thì bạn nhét vào nhá. Còn hơn 30 phút stream á, ok anh em nhá. Chết rồi, phải thế, phải chạy nhanh. Mình chạy còn 4 lượt nữa đúng không? Mình hay sử dụng Yomiya để đi chung với Sinq mà nó thường xuyên bị bốc hơi thuận thì fix sao phóc quá. Làm sao mà bốc hơi thuận được, bạn không thể nào bốc hơi thuận được. Con Yomiya nó đâu cấp hỏa nhiều đến mức mà bốc hơi thuận được đâu. Mình sẽ kiếm một cái con quái để mình đánh cho bạn xem nhá. Không thể bốc hơi thuận được. Liyue rồi. Nó chỉ có bốc hơi ngược thôi là hỏa lên thủy ấy. Yoi đâu à? Con Yoi này nó chỉ gọi là cấp hỏa đúng 3 lần thôi. Và như thế là không đủ để cho cái con quái nó bị có ấn hỏa trên người. Đây, ví dụ như này nhá. Sợ nó chết luôn. Bạn thấy trên người nó lúc nào cũng có ấn thủy không? Không thể nào có ấn hỏa đấy là ấn thủy được. Đấy, nên là nếu mà nó bốc hơi thuận ấy thì chắc chắn là bạn đã có một cái vấn đề gì đấy ở trong cái team đấy. Ví dụ bạn có nguồn hỏa khác, như kiểu là có thể là bạn chơi với cả Kazuha, với cả Xiang Ling, Xiang Lủng gì đấy thì mới bị bốc hơi thuận, chứ không thì không có chuyện đấy đâu. Chú bảo không stream mà. Thực ra thì đại ra là cái giờ này, hôm nay mình cái lịch của mình nó bị đổi một chút, nên là mình thừa ra một tiếng. Tranh thủ anh em ạ. Blade hồi đó đi bet rồi thành sắp luôn rồi à, buồn dữ á. Blade thì nó không, nói như nào nhỉ, ngay từ đầu ấy nó đã không phải là một con hyper carry rồi bạn ạ. Nó có thể ghép với cả team hyper carry, nó ghép thành team hyper carry thôi. Nhưng mà cái con Blade nó sinh ra nó không phải là để thành hyper carry thực thụ như những con như kiểu là Dinh Lưu hay là IL hay là Acheron, mà nó là một con tanker có thể gây được đam. Đấy, nó như thế nó chính xác hơn. Con Blade là một con tanker có thể gây đam chứ không phải là một con hyper carry đúng nghĩa. Trung bình mỗi tháng ông nạp bao nhiêu vào Genshin và HR á? Thật ra ấy, thỉnh thoảng thì mình mới nạp gọi là Battle Pass với cả thẻ tháng thôi anh em ạ. Chứ ví dụ đây, ác của mình đâu có thẻ tháng đâu, còn nhiều ngày đâu. Đây, còn mỗi 93 ngày này. Nói chung là không còn nhiều ngày đâu anh em ạ. Mình cũng gần như là free to play ấy. Anh đề xuất cho em mấy vũ khí rèn tốt nhất mỗi loại đi. Em còn nhiều phôi mà không biết rèn cái gì á. Cái vũ khí rèn ấy thì nó sẽ có một vài cái. Như kiểu là mẫu kim phách này, kiếm rèn Inazuma này, kiếm rèn Fontaine này. Thì cái mẫu kim phách thì sẽ để cho kiểu mấy con như kiểu Nivellet, Nahida nếu mà chơi gặp Furina, hoặc là những cái con mà nó cần gì nhỉ, cần hưu với cần nạp ấy, kiểu kiểu thế. Cái kiếm rèn của bên
Sumeru ấy thì nó sẽ cho những con mà nó cần tấn công và nó có thể ghép với một con hưu trong team, ví dụ như kiểu Ayaka chẳng hạn. Còn kiếm gen của bên bên gì nhỉ? Bên Inazuma ấy thì thường cho mấy con nó cần làm như kiểu Jin dùng ấy. Nghĩa là bây giờ bạn hỏi mình như thế thì nó sẽ hơi khó. Bạn phải hỏi mình xem là bạn đang có con gì và con đấy nó dùng được cái vũ khí gen nào thì mình sẽ dễ gọi là suggest cho bạn hơn ấy, kiểu kiểu thế. Còn mỗi 93 ngày thôi mà. 93 ngày là ít rồi anh em ạ. Nhiều anh em ở đây trong này chắc phải còn nửa năm ấy, toàn mua full nửa năm ấy. Xong rồi còn mua còn 200 ngày cơ. Mình không biết cái trick mua 200 ngày kiểu gì. Nhưng mà có mấy anh em bảo là mua được tận 200 ngày. À, quay lại đây. Con gì nhỉ? Cookie à? Ờ đúng rồi. 180 vé mà, 180 thôi mà. Mình cũng không biết. Nghĩa là bình thường ấy, mọi người nghĩ là cái này. Cái này, đâu không bật được cái thẻ tháng nhỉ? Thôi tí nữa ra. Mọi người nghĩ là cái thẻ tháng nó chỉ mắc là 180 thôi đúng không? Nhưng mình thấy một vài bạn, bạn ý bảo là bạn ý mua rồi tận đến hơn 180 ngày cơ. Hình như là mắc là 210 hay sao ấy, mua được thêm một lần nữa. Like còn ngắn quá không phóc vào mất nửa thời gian rồi á. Hôm nay là gọi là tranh thủ đấy anh em ạ, mình chuẩn bị phải đi bây giờ ấy. Tranh thủ gọi là chúng ta tàu nhanh gặp mặt nhau tí thôi. Hôm nay tàu nhanh, hôm sau tàu chậm. mai đi. Tối mai nhá. Đôi khi nó cũng phải như thế anh em ạ, để cho chúng ta có một cái nỗi nhớ nhung nhất định. Chứ hôm nào cũng gặp nhau nhiều thì nó bị chán này. Thì phải có hôm gặp ít. Gặp ít thì chúng ta mới gọi là nhớ nhau được. Nó gọi là cái gì nhỉ? Nghệ thuật lạt mềm bột chặt à? Chắc thế. Có đợt em nạp thừa nó trả em 300 đá rồi thôi á. Thế thì mình cũng không biết bởi vì mình chưa giờ nạp đến tận 180 ngày kìa. Nhưng mà có một vài anh em trong Discord kể với cả mình là mấy anh em ấy nạp được trên 180 ngày. Thì cái đấy là chắc là chỉ có mấy ông ấy không biết nạp kiểu gì thôi. Mấy ông ấy lắm trò lắm. Có cái kiểu gọi là đổi IP sang bên Nhật ấy, xong để mua cho nó rẻ hơn ấy. Ảo vãi. Gặp vào 4 giờ sáng thì nhớ nhau thật á. Cũng nhớ nhưng mà nhớ trong cơn mơ anh em ạ. Gọi là mấy ông ấy đang ngủ ấy, xong tự nhiên thấy mình stream lên, nghe một tí lại ngủ tiếp. Có một cái vấn đề rất là nan giải, đấy là mình hết slam rồi anh em ạ. Người có thể rất là ngạc nhiên là một người chơi lâu năm như mình tại sao lại có thể hết slam được. Nhưng mà nó là cái câu chuyện đã gần 2 năm nay rồi, mình không đi farm mấy cái con quái trên map nữa. Và những cái lúc mà mình farm ngày xưa ấy, cuối cùng thì nó cũng đã đến một cái thời điểm là nó bắt đầu bị cạn kiệt tài nguyên. Bây giờ mình đã bắt đầu hết slam để mà nâng thiên phú cho con. Đây mình còn có 13 slam này, 13 slam to với cả vài slam nhỏ để nâng cho con gaming. Và có lẽ là mình sẽ phải đi farm lại, farm slam lại, bởi vì trong shop nó cũng mua không đủ anh em ạ. Đâu cái này mình mua hết rồi, hết sạch rồi, chắc là phải đi farm lại thôi. Sang Hà Lan nó còn rẻ nữa anh ơi á. Thế thì mình cũng không biết, nói chung mình thường nếu mà mình nạp thì mình nạp luôn ở Việt Nam chứ mình không đủ IP. Nhưng mà nhiều anh em có nhiều cái trick gọi là trick lot đổi IP thì mấy anh em đấy chắc là sẽ tiết kiệm được nhiều tiền lắm. Anh stream trông chill thật á. Thì cái stream của mình bình thường vốn là chill mà, anh em tìm đến cái stream này để gọi là xả stress mà, kiểu gọi là đi nào ta, stream chữa lành à. Cái GO của mình bị lỏ rồi, chỉ scan mỗi vũ khí 5 sao á.
Thế thì bạn thử tải lại cái bản mới nhất của nó xem sao. Hoặc là xem là đã đúng cái gì nhỉ? Đã đúng cái resolution của cái màn hình chưa? Chả nhớ resolution tiếng Việt là cái gì nữa. Ngồi nghe anh Giai phân tích ong hết cả đầu á. Thì thế, phân tích một lúc ong đầu quá xong nằm ngủ á. Mấy giờ rồi? 4 giờ 47 à? Chúng ta còn 10 phút nữa ở bên nhau nha. Mình bị lệch cả banner vũ khí lẫn nhân vật, buồn quá. Vũ khí thì đúng là buồn thật, còn nhân vật thì không sao. Nhân vật thì bạn sẽ có gọi là bảo hiểm cho cái con đằng sau. Còn vũ khí thì đúng là hơi buồn thật, bởi vì banner vũ khí nó sẽ có cái định chuẩn. Và qua banner ấy thì nó sẽ xóa cái định chuẩn đi. Nên là nó hơi tiếc thật. Nhà mình nghĩ là nếu mà anh em đã định roll vũ khí thì nên chuẩn bị cho nó đầy đủ luôn ấy. Để tính đến cả cái chuyện mình đã lệch hai lần định chuẩn nữa. Còn không thì thôi đừng roll. Bởi vì trong cái trò này ấy, tất cả mọi nhân vật trong trò này nó đều sẽ có những cái vũ khí mà không phải vũ khí chấn nhưng mà nó vẫn có thể dùng. Ok. Nghĩa là một cái sự thay thế ấy. Không nhất thiết là chúng ta phải cứ cắm đầu cắm cổ vào cái banner vũ khí roll làm gì cả. Khi nào có thừa tài nguyên hay cái gì đấy thì roll thôi. Hu tao bao nhiêu HP là đủ á? Thật ra chả có cái mốc nào là HP là gọi là đủ các bạn ạ. Càng cao thì càng tốt thôi chứ không có cái mốc nào là đủ cả. Thường thì mình thấy anh em hay build tầm chắc là bao nhiêu nhỉ? Tầm 35 38k kiểu kiểu thế, nhưng mà mỗi ác thì nó sẽ lại chỉ số nó lại khác nhau ấy. Nên là khó nói như thế lắm. Cảm giác gacha không chắc chắn nó bị phấn khích à? À, bạn này là bạn ý thích gọi là chơi kiểu mạo hiểm đúng không? Khi mà có một cái cảm giác mạo hiểm thì nó có dopamine ở trong não, nó dồn lên ấy, thì thích đúng không? Thế thì đấy là cái gọi là cái sở thích của anh em thì mình không thể nào mà mình cứu được rồi. Từ từ. Là ghép ghép sách rồi đã. Nó là cái phồn vinh đúng không? Prosperity. Cái gì? Cái này phát âm như nào? Prospect Property thì như thế. Property chịu khó quá. Ngay xong đột nhiên thấy Alex ác em sẽ cầm Homa thay vì trấn rồi á. Alex, nếu mà anh em đã có mấy cái như kiểu là thương quyết chiến à, ở thương quyết chiến hay là kiểu hóa vắc diên đấy, mình thấy là cũng khá là bú đấy. Ác mình thì không có thương quyết chiến nhưng mà mình lại có lòi ra cái hóa vắc diên R2 này, cả hai ác đều có nên là đều ok. Cái gì? Prosperity à? Sport. Thôi, đọc líu hết cả lưỡi. Nghi thức lệch tận hai lần, chắc anh Long mình cứ thất phu phụt 35k vậy á. Đấy, anh em thấy mình khuyên anh em ngày xưa ấy, có rất là nhiều bạn. Bạn ấy hỏi mình là anh Long thì nên lấy C1 hay R1. Mình khuyên mấy bạn ý là thôi bây giờ nạp cái Battle Pass vào 200k thôi. Nhưng mà nó chắc chắn lấy được cái vũ khí Battle Pass và nó cũng không thua cái trấn quá là nhiều. Đấy, mình khuyên anh em là như thế. Chứ bây giờ đây là một cái sự gọi là một cái case, một cái ví dụ. Một bạn ý roll cái trấn hai lần lệch cả hai phát. Tốn rất là nhiều thạch đúng không? Mà thật ra ấy, cái giá trị trả lại kể cả khi bạn ý bây giờ bạn ấy có trúng red thì chẳng hạn thì nó cũng không tương xứng với cả cái số thạch bạn ý đã bỏ ra ấy, kiểu thế. Nên là con New Velvet thì mình khuyên anh em là nếu mà có tài nguyên ấy, thì roll C1 của nó. Còn vũ khí thì cứ lấy cái Battle Pass là nó sẽ ok nhất. Chứ gọi là mình cũng không dư giả quá nhiều mà để lấy cái trấn ấy. Tại sao lại là quyết chiến hả anh á? Nói như này đi. Con Alex là một con mà nó tận dụng được tấn công tốt hơn những cái nhân vật còn lại. Nhưng mà tại sao lại như thế thì bây giờ mình sẽ không nói được. Mà chỉ cần biết là nó tận dụng tấn công tốt. Và những cái nào mà có tấn công cơ bản cao, hoặc là cái nào mà nó tăng nhiều tấn công ấy thì con Alex sẽ bú. Genshin banner 2 vũ khí đổi cha có thể dùng đồ khác vẫn ổn.
HR13N một nón với 75% rate nhưng không có chấn tủ lắm á. Thật ra thì gì này? Traveler. Anh nghiện này xin vào vua mình làm gì đây? HR thì nó đúng là cái không có chấn thì cái sức mạnh của nhân vật nó sẽ bị giảm đi khá là nhiều. Bởi vì chấn trong HR ấy nó gần như là một cái cung mệnh ở trong Genshin luôn ấy. Cái giá trị của chấn trong HR thường nó sẽ kiểu ngang ngang với một cái cung mệnh trong Genshin. Nhưng mà có một vài con trong HR anh em cũng không cần phải roll chấn. Ví dụ như kiểu là IL này, Blade này hay là một vài con khác thì anh em không cần phải roll chấn lắm, bởi vì những cái vũ khí thay thế của cái chấn ấy, cái giá trị trả lại của nó cũng không thua cái chấn quá là nhiều. Thì chúng ta có thể tiết kiệm tài nguyên với những con đấy được. Ví dụ như con IL ác mình ấy, là mình cũng chơi Ion 5 chứ mình không roll chấn. Nick có New C1R1 với Jin cộng Furina C0 thì nên lấy Kazuha Furina C1 hay Furina C2 ạ? Mình nghĩ là bạn nên lấy Furina C1 bạn ạ. Furina C1 cộng Kazuha. Còn Furina C2 thì mình đã phân tích rất là nhiều. Hello, what do you need? Furina C1 và C2 thì mình đã phân tích rất là nhiều về cái stack của nó rồi. Nghĩa là cái C2 thì nó sẽ chỉ hơn cái C1 50 stack trong cái giai đoạn đầu để tăng đam bonus thôi. Còn cái giá trị còn lại là cái sát thương bản thân của Furina. Sunflower á. Đến giờ đi công việc rồi cả. Sắp đến giờ phải chia tay rồi anh em ạ. Chúng ta có lẽ là chuẩn bị phải off stream thôi. Anh nói thêm về Alex thì để mai nha anh em nhé. Nên roll new V hay đợi Alex Chino hả anh á? Bây giờ mình sẽ có thể khuyên anh em một câu như này này. Là nếu mà anh em thích cái sự thoải mái, nghĩa là em không cần phải suy nghĩ cái gì mà vẫn có sát thương to ấy, thì anh em sẽ roll new Valet. Với những bạn gọi là kỹ năng kém và bạn ý muốn chơi theo một kiểu là khá là bại não ấy, kiểu bạn không cần phải nghĩ gì thì hãy roll new Valet. Còn nếu mà muốn thử thách bản thân và muốn gọi là kiểu khổ râm ấy thì hãy roll Alex Chino. Đấy, em gọi là biết như thế là được. Còn về mặt sát thương ấy thì hai con thật ra cái sát thương team ấy nó không cách biệt quá nhiều đâu. Còn Alex thì cái sát thương tổng nó sẽ thấp hơn, nhưng mà bù lại thì cái rotation của nó sẽ ngắn hơn rotation của New Blade. Nên là về cái mặt giá trị sát thương DPS trong một rod ấy, nó không hơn nhau quá nhiều để đến cái mức gọi là kiểu sao ta, cách biệt đến cái mức là có thể clear cái la hoàn hay không ấy, thì chắc chắn là không. Tưởng muốn khổ râm thì phải run Sino á. Sino thì có gì khổ đâu nhỉ. Sino thì gọi là anh em chơi bình thường mà, có gì khổ đâu. Mấy con khổ thì mình nghĩ là mấy con như kiểu hu tao hu tiếc ấy, là chơi cứ phải gọi là cancel đát điếc các thứ ấy. Nhưng nó phải có một tí kỹ năng ở trong mình ấy để chơi được cái con nhân vật đấy thì mình mới thấy là nó hơi khổ. Còn với những cái con mà không cần quá nhiều kỹ năng thì mình thấy bình thường à. Xeno này đâu cần kỹ năng gì đâu. Xeno này khi nào chém xong khi nào cái mắt nó sáng lên ấy thì anh em bấm E thôi. Thanh niên này mình sẽ đợi bạn này bạn ý nhặt nốt hoa xong rồi mình sẽ off stream nha anh em nhé. Mình sẽ cho anh em thêm 5 phút nữa để có gì hỏi thì hỏi. Xong đến tầm 5 giờ thì mình sẽ off để mình chuẩn bị phải đi bây giờ. Hôm nay chúng ta gọi là tàu nhanh với nhau một tí. Ngày mai thì sẽ gặp lâu hơn. Anh em gọi là nếu mà mình off stream thì tối nay đừng có nhớ mình nha. Chèn gió thế thôi chứ nhớ đách gì. Ồ, oh, đang định hỏi thì nó bảo I'm done. Nice. Thôi được rồi.
off đây anh em ạ. Hẹn gặp lại anh em vào tối ngày mai nhá. Ngày mai thì chúng ta sẽ gọi là stream lâu lâu một tí để chúng ta vừa xem cái phiên bản mới và bàn luận một tí về con Alex. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ phải off để mình ra ngoài có việc. Bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em vào buổi stream sau.